xin chào cô bác anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ có mặt trên một ngôi nhà mới. Mà ngôi nhà này á, thì không phải là những người mà ăn nên làm ra có tiền để mà cắt được. Mà đây là ngôi nhà của Út Nhất, sau được sự chung tay của tất cả cô bác quý anh chị mạnh thường quân, trong thời gian 10 ngày gấp rút tiến hành khởi công xây dựng á, thì hiện nay một ngôi nhà mới của Út Nhất, một ngôi nhà mà tưởng chừng như là trong mơ cũng không có được, thì Út Nhất lại có một cái niềm vui vào một ngày ngôi nhà mới như thế này. Và bây giờ để cho cô bác quý anh chị sẽ đi một vòng tham quan về những cái nội thất cũng như là những cái kết cấu, những cái bố trí của ngôi nhà như thế nào, thì mời cô bác quý anh chị cùng vô trong với Bùi Hồ ha. Và như vậy là sau hơn 10 ngày vất vả, miệt mài và cố gắng, thì ngôi nhà mới của Út Nhất cũng đã hoàn thành trong sự mong đợi của tất cả rất là nhiều người, cũng như là tất cả các cô bác quý anh chị mạnh thường quân đã ủng hộ. Tổng thể ngôi nhà này á, thì bề ngang của ngôi nhà là 6m, bề ngang 6m, bề dài là 8m, diện tích của ngôi nhà này là khoảng 50m², chưa kể phần nhà vệ sinh. Nhà này thì được xây theo cái kiểu lối kiến trúc của những ngôi nhà sàn ở miền Tây và đặc biệt là vùng Đồng Tháp và An Giang. Thì chiều cao ở từ mặt đất lên á, thì khoảng hơn 1m đó cô bác quý anh chị. Sau đó thì mình sẽ lót sim bo và cán gạch. Gạch thì được lót với một cái màu, đó là màu gạch giả gỗ, một cái màu rất là dễ thương và đặc biệt là nó sẽ phù hợp cho lứa tuổi của những người lớn tuổi như là của ông bà cụ và của Út Nhất. Và đặc biệt là đối với một cái sức khỏe không tốt như của bà cụ á, thì ngôi nhà gạch như thế này á, nó sẽ cũng sẽ giúp cho bà cụ nó không có bị trơn trợt nè, và thậm chí là khi mà cái việc mà nước đồ đổ trên nhà nó cũng không có bị dơ, tại vì Út Nhất đi làm thì cũng ít có thời gian ở nhà thôi cô bác anh chị. Đây là cái phần khung nhà lớn này thì cách sau cái phần nhà bếp như thế này các bác anh chị. Nhà bếp này thì được Mạnh Thường Quân của em Phong Bụi hỗ trợ cắt với chi phí là 19 triệu đồng, được anh Vũ thợ sắt cắt. Nên chúng ta nhìn tổng thể của ngôi nhà thì cái phần nhà bếp á, nó sẽ thấp hơn so với cái nhà chính rất là nhiều. Tại vì lúc đó thì các anh em cũng không biết là Mạnh Thường Quân có thể ủng hộ cất được một cái ngôi nhà to lớn như thế này. Và phía trước này các bác anh chị, phía trước này thì đây là mặt khài, hay còn gọi là mặt ở đằng trước. Thì các anh thợ sẽ làm một cái cửa lùa như thế này. Đây, một cái cửa lùa. Ở cái cửa lùa này thì có hai cái chỗ để mà khóa. Một cái ở bên trong thì sẽ khóa chỗ này ha. Bên trong là khóa chỗ này. Ở ngoài thì sẽ khóa chỗ này cho ống nhất tiện lợi. Cửa lùa này á thì rất là nhẹ đẩy và mình thấy không có nghe một cái không có cần dùng lực nhiều để chống sét, tạo một cái thẩm mỹ cho cái ngôi nhà. Thì các anh thợ đã sơn luôn cái phần này. Thông tin với cô bác cái chuyện cái phần sơn này được anh Vũ thợ sắt hỗ trợ và không tính tiền. Ở trong ngôi nhà này thì chúng ta cũng sẽ thấy được một cái chi tiết, đó là một cái giá võng. Đây là giá võng mà sau khi hoàn thành ngôi nhà thì anh Vũ thợ sắt đã hàng để hỗ trợ cho ông cụ, có thể những ngày á, mưa thì cũng có thể lên đây nằm võng ở trên này. Và trong ngôi nhà này nội thất thì chúng ta có được ba cái chiếc giường, hai cái chiếc giường 1m4 và một cái chiếc giường 1m6 cho ông cụ, bà cụ và Út Nhất và cả anh Tú. Đây là cái phần tủ của bác anh chị. Anh nhà của Út Nhất thì theo đạo Công giáo thì mình sẽ có một cái khánh thờ. Ở đây là hình thờ Đức Chúa và cái thánh giá. Còn ở đây là một cái tủ thờ cũng mới vừa mua luôn. Thì lát nữa thì vừa rồi sẽ công bố cái giá tiền ha. Và đây là cái phần cửa của cái phòng Út Nhất. Cái phần cửa này á thì được lắp đặt bằng nhôm. Giá trị của cái cửa này 2 triệu mấy đi anh Vũ, anh lấy chỉ 1 triệu mấy thôi. Anh giảm bớt tại nói hoàn cảnh của Nhất rất là khó khăn. Cửa nhôm này có thể bóp là có một cái chìa khóa đóng cửa, có một cái tay xay như thế này. Ở trên thì được lát bằng là ở trên thì được lát những cái kiến hoa bông á, thì nhìn rất là đẹp, mờ nhưng mà nó có thể lấy được ánh sáng từ ngoài vào. Ở đây thì hôm qua thì các anh em cũng đã có chia sẻ trên những cái đoạn livestream đó, thì hôm qua thì các anh em mua một cái tủ này. Cái tủ này mình chiều ngang 1m6 với giá là 2,5 triệu. Lý do Bùi Hồ và các anh Nhất đặt cái tủ như thế này, tiết kiệm một cái diện tích, và thứ hai á là cái tủ này nó không có cái kiến, nó không dội thẳng ra cái lối đi vào. Và hôm nay thì cũng có nhận được rất là nhiều ý kiến của quý mạnh thường quân, của cô bác anh chị, rằng là khi mà cái đầu giường á hoặc là cái chân á đối diện với cái kiến tủ á thì không nên, thì Bùi Hồ sẽ quyết định là sẽ để cái tủ đây. Mặt trời thì mọc hướng vào đây, thường thì ta ngủ sẽ để cái đầu về hướng mặt trời. Ở trong cái khuôn viên này thì để lấy đủ gió và ánh sáng, thì có một cái cửa sổ đằng kia kìa. Đạt quay cho cô bác anh chị xem ha. Thì các anh em Đạt Đồng Tháp rồi Út Đồng Tháp và Bùi Hồ cũng đã chia sẻ khá là nhiều hình ảnh về ngôi nhà.
Ở trong này thì cũng có một cái công tắc đèn. Công tắc đèn này anh Hợp được bắt giá là khá là chắc chắn và kiên cố. Đây là một loại công tắc tốt, có hiệu là Bana. Loại này thì anh Hợp ảnh lại chiền một cái lò xo để cắt điện, để sau này khi mà nó có ấy tại phần thiết nên anh chiền rất là chắc chắn của bác anh chị. Qua phần bên đây ha. Ở đây tổng thể ngôi nhà được lót toàn bộ là la phong. La phong này tổng ngôi nhà là 6.100.000 đồng. Còn đây là cái tủ lạnh này nó đủ để cho cả gia đình sử dụng phần đá, ngăn đá để lấy nước đá, để đập nước đá cho anh Cường nè, cho anh Tú, cho ông cậu đó, khá là lớn luôn. Còn đây đây là cái phần mà có thể mình bảo quản rau củ khi ốm nhất người ta cho đồ về á, thì cái phần này thì mình có để rau củ hồn dịch đổ trong đây. Cái tủ lạnh này thì rất là tiết kiệm điện, inverter. Ước trần thì nhà ốm nhất mỗi một tháng sử dụng không quá 150.000 tiền điện. Và cái số tiền điện thì ốm nhất từ đây về sau đến một năm nữa cũng không cần phải lo. Tại vì hiện nay cũng có mạnh thường quân ở Anh đã hỗ trợ cho ốm nhất đóng tiền điện kể cả một năm trời. Và Bùi Hồ cũng đã nhận được rồi ha cô bác anh chị. Đây là bếp ga thì hôm trước chị Oanh cũng đã hỗ trợ mua. Cái phần cậy bếp ga này thì anh Vũ lấy giá rất là phải chăng, chỉ có 500.000, chỉ lấy phần sắt không lấy phần công. Cô bác anh chị đây, ở dưới này thì mình có thể để muối, đường, bột ngọt, nước mắm, nước tương vô ăn gì đó. Còn ở trên này á thì mình sẽ để một cái bếp ga. Điện thể thì ở đằng này có một cái ổ điện nè. Thì có để một cái nồi cơm điện ở ngay tại chỗ này mình có thể nấu, mình sẽ lùa cái này cho qua đây. Thì cái bếp ga mình có thể để cái bình ga để bên đây, nó sẽ cách ly với cái phần tủ lạnh bên kia. Tại vì Bùi Hồ và các anh em cũng nhận khá là nhiều sự đóng góp của cô bác quý anh chị rằng là cái tủ lạnh thì nó không gần lên cái bình của khí ga. Thì đó là một điều đóng góp rất là trân quý, và các anh em cũng như là Bùi Hồ rất là chân thành và cảm ơn. Để lấy ánh sáng cho cái phần này thì ở đây có một cái bóng đèn này nè. Đèn này là đa số đèn nhà là hệ thống đèn LED. Hệ thống đèn LED này vừa đủ độ sáng và đủ độ tiết kiệm điện nên cô bác quý anh chị khá là an tâm. Ở đây á, lúc mà Bùi Hồ á và các anh Thợ cùng xây thì cũng quên đi cái phần rửa. Thì các anh Thợ cũng đã xây một cái bệ ở đây rửa chén, rửa rau bằng cá đều được hết. Và để cho nó không thấm nước vô tường thì các anh Thợ đã dán gạch lên đây. Cô bác anh chị thấy không? Dán gạch một màu gạch rất là đẹp. Ở dưới này trùng gạch với màu này. Và màu trắng này nhìn nó sáng lắm. Còn đây là phần nhà. Ây da, đây là phần nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này, cửa này là cửa nhôm luôn nha cô bác anh chị. Cửa nhôm này là một loại cửa rất là kiên cố và chắc chắn. Và đặc biệt nó rất là bền, giá nó cũng lại cao nữa. Ở bên trong ngôi nhà vệ sinh này á thì có một cái bồn cầu hệ thống. Ở đây ngày hôm nay thì chưa có lắp nước. Bồn cầu này là bồn cầu hơi và liền khối, giá của bồn cầu cũng khá là mắc. Và đây là một loại bồn cầu cao cấp. Một loại bồn cầu này thì thậm chí là có nhiều nhà lắp cái bồn cầu này cũng phải nói tốn rất là nhiều tiền. Gạch thì dán thẳng lên trên luôn hả. Và ở trên này cũng được đóng la phong, có một cái đèn lấy ánh sáng luôn để thông gió, đối lưu không khí ở trong nhà bồn cầu á. Mà lấy ánh sáng thì các anh đã gắt bốn cái khuôn gió như thế này. Phong thủy á, thì các anh em cũng muốn có gần lắm, nhưng mà Bùi Hồ biết được một cái gì thì sẽ chia sẻ cho cô bác cái đó thôi. Cái nấu bếp bên kia và đây là cái cửa đi ra, thì hai cái nó sẽ cách với nhau. Cái khí ở trong bồn cầu ra nó sẽ không ảnh hưởng đến cái nơi nấu ăn. Và thời gian tới thì Út Nhất sẽ còn dọn dẹp lại, bố trí lại cái nhà để cho nó phù hợp với lại cái nếp sinh hoạt của gia đình. Và nếp sinh hoạt gia đình là một cái gì đó nó trải qua rất là lâu nên mình sẽ tôn trọng chủ nhà. Hôm nay thì Bùi Hồ và các anh em chủ yếu là thay mặt cho Mạnh Thường Quân biết được những gì, chia sẻ lại những đó và thay kết nối với lại Mạnh Thường Quân để hỗ trợ cho ông Nhất, một người con chí hiếu mà đã một mình 140.000 đồng nuôi cả gia đình 4 người, 2 người em khờ và cả cha mẹ của mình. Nói chung là hiện bây giờ thì nói cũng nhiều và thật ra thì rất vui ở trong lòng nên mới có đầy đủ cảm xúc để chia sẻ cho cô bác quý vị những gì mà các anh em biết được. Những ngày qua thì cái người mà mệt nhất chắc có lẽ ổn nhất cũng đôn chạy đáo rồi lo quét dọn. Các cô bác quý vị thấy còn phần sàn ngoài trước mà thấy thương ổn nhất ghê không? Cái phần sàn này sau khi xong là các anh lót xong hết trơn luôn á. Phải nói là nhà chỉ mới hoàn thành vào 3 giờ chiều nay và hiện nay là 4 giờ. Ngày hôm nay thì cũng được sự hỗ trợ đặc biệt, gọi là sự hỗ trợ đặc biệt vì sự thương mến các anh Thợ nhiệt tình có tâm, thì được sự hỗ trợ của chị Jenny Nguyễn ở Úc hỗ trợ 1 triệu đồng và 2 ký khô sạc bổi của Bùi Hồ để mà cho các anh Thợ ăn mừng đãi thịt tiệc đãi Thợ cho cô bác quý anh chị. Được chị Thiên Hương ở Úc hỗ trợ 1 triệu đồng trích ra cho chị, 1 triệu đồng là 2 triệu. Được một cái chị ở Tân Mỹ Thanh Bình hiện đang định cư ở Đài Loan 1 triệu đồng là 3 triệu đồng trong ngày hôm nay. Thì ở đây hôm nay á có gì sẽ dùng đó,
không phải gọi là tiệc tân gia mà gọi là tiệc đãi thợ, cũng như là mình tri ân các anh thợ những ngày qua đã miệt mài sương gió với lại các anh em, cũng như là cho gia đình của Út Nhất xây không nợ công, làm những cái công trình nhỏ nhỏ lặt vặt không tính phí. Mình rất là thương mến các anh thợ, cũng như là thời gian qua thì trong những buổi livestream hay những buổi mà ghi hình lại đó thì cô bác quý anh chị đã nhìn rất là rõ về sự nhiệt tình của các anh thợ ha. Cái nhà này á mà để có kiên cố như thế này á cũng phải phần móng ở dưới làm rất là cực khổ luôn. Thì tí xíu nữa thì Bùi Hồ sẽ bàn giao lại, mình sẽ gửi lại cái phần tiền và công bố lại cái phần tiền cho cô bác quý anh chị. Và không nói nhiều nữa thì bây giờ chắc có lẽ là mình sẽ lại gặp ông cụ ha. Dạ con chào ông. Ngày hôm nay là mình ngồi ngay tại chỗ này, mà trước đây hơn 10 ngày trước là mưa gió xuống là mình không có dám ngồi chỗ này. Hiện nay ngồi trên một cái ngôi nhà vừa mới vừa khang trang, lại nó đầy đủ tiện nghi như thế này, thì cái cảm giác, cái cảm xúc của ông hiện nay như thế nào, ông có thể chia sẻ cho tất cả cô bác quý chị được biết không? Cô bác ấp nước ngoài mà nước trong và giúp đỡ từ được cơ nhà quá đẹp, và tôi cũng mừng lắm. Tôi cũng nhờ mẹ tôi nước ngoài tôi cũng được việc nhà mới quá mừng rồi. mình cởi nón ra cho mát đi ha ông cụ. Dạ cởi nón ra cho mát đi. À, tóc ông cụ còn đen đẹp quá. Tôi cũng nhờ ơn cô bác và bên ngoài và trong và giúp đỡ phường việc đây là tôi hồi nào giờ trong nhà được xứng đáng quá đẹp, cái gì cũng có hết mừng. Và hồi từ người đó giờ mẹ đẻ cho tới bị có vợ chồng ra đi cái khổ, mà lấy nhà lại tôi được 90 tuổi mà được ngôi nhà là tốt đẹp quá mừng. Cũng nhờ cô bác ngài giúp đỡ cho tôi mới được ngôi nhà lại ra thôi, dễ gì tôi nói đâu được mong được cái nhà lại. Dễ luôn, đâu ngoài này cũng như tôi bất ngờ vậy thôi. Cái đâu tôi nói đâu mà nổi được như vậy quá, thế là xứng đáng. Tôi cũng ám ẩn mà nhà bên ngoài già nữa, mình cho mình đông nước già gì đó quá thế là cảm ơn ẩm quá hết rồi không biết đâu, lâu lâu biết đâu. Và cảm ơn quá nhiều quá sức giúp lại nhà tôi quá là hết biết rồi. Thấy hồi nào giờ tôi mới từng sống được cái nhà này. Để nói những cái lời cảm ơn thì chắc có lẽ ông cụ cũng không có còn ngôn từ nào để nói được. Vì cái tuổi của ông bây giờ thì cũng tuổi già rồi, thành nữ ngôn từ để mà diễn tả cái lời cảm ơn, cái sự vui mừng á, thì chỉ có thể thông qua cái nụ cười móm mém của ông làm cho cô bác quý anh chị cảm thấy vui hơn. Chắc có lẽ là đối với ông á, cái lời mà cảm ơn chân tình nhất là sự chung tay, sự đoàn kết của tất cả các cô chú anh chị mạnh thường quân. Và cũng thay mặt cho ông cụ ba cố nhất, một ông cụ 90 tuổi, những nụ cười đó là nụ cười cảm ơn cô bác quý anh chị rất là nhiều đến thời điểm này. Ông cụ có nói một câu mà Bùi Hồ rất là nghẹn ngào. Trước đây khi hai vợ chồng nghèo á, dành dụm với nhau cắt được một ngôi nhà lá, mưa thì mưa tạt gió lùa, và hai xác nhà lá rồi thì vẫn không đủ tiền cắt một cái ngôi nhà cho nó đàng hoàng. Mà ngôi nhà ông ở tiếp theo á là một ngôi nhà được ông cố ở cha nhà thờ hỗ trợ những cái tấm tôn đã che mưa che nắng. Qua mấy chục năm thì thời gian thì cũng sắt đồ cũng gỉ xét, tôn đồ cũng hư, và mỗi lần mưa thì cái nhà này nó dần gần như là nó bay lên trên. Và ngồi đây á, cái tâm trạng của ông ngồi đây là nó là một cái tâm trạng yên bình thật sự, nhưng mà không giấu nổi trong lòng nôn nao vui mừng rộn rỡ. Và bây giờ mình sẽ gặp một người con hiếu thảo để trước khi bàn giao cho các anh thợ cái số tiền đó là Út Nhất hay cô bác anh chị. Út Nhất, một người con mà cô bác anh chị xem vừa thương vừa cảm thấy sự chắc chiêu tằn tiện những cái đồng tiền mà Út Nhất làm ra. Mỗi một ngày như thế là 140.000 cho 8 giờ lao động. 140.000 đó không phải sử dụng cho Út Nhất mà sử dụng để nuôi ba mẹ mình và hai người em khờ.
anh Cường thì không biết gì, còn anh Tú thì lại trạng thái thần kinh không ổn định, cứ làm thì An không có giúp đỡ gì trong nhà, phải nói là như vậy. Nhưng mà được cái thì anh Tú thì lại hiền hòa dễ thương nên ông Nhất cũng đỡ nặng lo. Ông Nhất ơi, ông Nhất có biết không là trong vòng hơn 2 ngày thôi thì Mười Hồ và các anh em cũng đã Mười Hồ đã nhận được hơn 100 triệu đồng để mà gấp rút xây nhà ông Nhất cho những ngày mưa nắng như thế này. Thì những cái tình cảm đó chỉ những người con, cô bác anh chị thấy được, những người con hiếu thảo, những người con mà nặng gánh cho gia đình như Út Nhất á, thì mới đủ độ yêu thương để phủ sóng hết tất cả các cô bác anh chị đang xem kênh như thế này. Thì Út Nhất có lời nào muốn nói với lại cô bác anh chị sau khi mình có được ngôi nhà mà Út Nhất đã từng nói với Bùi Hồ rằng là Út Nhất không dám mơ rằng mình sẽ có được ngôi nhà như thế này. Út Nhất cũng như là nghĩ là Út Nhất như là sống cuộc sống của Út Nhất là nghĩ đi bằng mướn, Út Nhất không có nghĩ là như có ngôi nhà này. Út Nhất cũng nhờ là cũng như là mấy chú mấy cậu mấy bác mạnh thường quân mấy chị, rồi hai nữa cũng nhờ như là Bụi Hồ với Phong Bụi với Út Đồng Tháp Đạt, với Đạt Đồng Tháp. Út Nhất bây giờ là cũng nay Út Nhất rất là cảm ơn rất là nhiều, không dỗ giúp quên anh em được. Trong trạng bây giờ mình ngồi ở đây coi cạnh với ba của mình, không còn cái cảnh lo sợ lo lắng nữa mà tâm trạng vui đúng không? Vui dữ, vui mừng, mừng dữ vậy. Lại khóc nữa rồi. Người ta nói, cô bác anh chị nói là Út Nhất là tuy là vậy á, lớn con nghe nhưng mà mong manh vậy, dễ vỡ lắm. Nên là nữ là giọt nước mắt này không phải là giọt nước mắt của những năm về trước, không phải là những giọt nước mắt của sự tủi phận, mà là giọt nước mắt nghẹn ngào, vui mừng và giọt nước mắt của sự cảm ơn, đồng cảm của cô bác anh chị đúng không Út Nhất? Út cũng nghĩ ra vậy, nghĩ là vậy. Mấy chị, mấy anh, mấy chú mạnh thường quân đó cũng lo cho mình hết, mình cũng khi lắm lúc mình nằm đi mình cũng suy nghĩ nói biết chừng nào mà được trong nhà này, mà cuối cùng mấy anh mấy chú cho đó, mạnh thường quân cho đâu biết, rất là quá mà. Ngôi nhà này không chỉ là mơ ước của Út Nhất mà mơ ước của những người đang có lao động thu nhập thấp, rất là nhiều người, và thậm chí là các anh thợ hồ cũng nói là ngôi nhà này tôi ước mơ cũng không có nữa. Thì Út Nhất có một cái lời hứa nào đối với tất cả các mạnh thường quân không? Có, Út Nhất cũng hứa là sau này có khi Út Nhất mà mạnh ăn mà phát triển, Út Nhất cũng phải là ủng hộ những người nào mà nghèo và khó khăn để ăn Út Nhất. Sau này mình có tiền lên, mình có của ăn của để, có của dư thì Út Nhất có xe ăn chơi đồ sẽ sử dụng tiền không phí không? Không, như là Út Nhất sống là như Út Nhất còn tương lai sao để Út Nhất già. Với hai nữa còn ba mẹ anh cũng còn thì còn y thân với hai nữa. Ở đây. Như hai nữa hai người em nó bị khờ đó, từ Út Nhất cũng phải gắng như ba mẹ bác thì cũng chăm sóc hai người. Gặp anh Tú là tự nhiên cái mắc cười gì không phải là cười ngạo nghễ mà sự cười vui vẻ thật thà chất phát, và những cái lời nói của anh á, chứ không biết là trên nước Việt Nam này có người thứ hai nói được như anh không? Thật sự là như vậy, anh nói gần như thế này nè, chỉ thay mặt cho anh Tám nói lời cảm ơn như thế này. Anh Tám chỉ có biết là hẹn kiếp sau chứ kiếp này trả sao nói sao anh? Anh Tám là hẹn là kiếp sau không trả, kiếp này anh nghèo quá nên không có tiền trả. Rồi bây giờ gặp ngôi nhà như thế này là vui không? Vui, gặp là chỉ gặp thấy mừng. Anh kể lại cái giây phút mà ngày xưa mà khi mà ở trên này nó trống trống nè, rồi trời mưa gió này sao? Tại mưa chớp nhá xuống rồi mắt nứt dưới đứt đó, đứt chỏng này ra. Đứt chỏng. Chui sao đâu? Chui xuống mập sát xuống. Mập sát xuống sao vậy? Mập sát xuống chui vô trốn này, trốn không mới được, trốn sao trốn thì không chớp xuống quá chớp gọi lên đầu lên cổ mình đó hả? Gọi lên cổ. Vì sao lại sợ ống như vậy? Tại kiểu như ổng chớp đèn sáng xuống quá sợ ổng ớn quýnh chết. Ông quýnh chết vì sao ổng đánh? Mình sợ một chút, đang giây phút ngẹn ngào thì ai không giấu được nỗi vui mừng bằng nước mắt, thì anh Tú lại gây ra một cái tiếng cười. Thì dù sao thì thấy nó cũng vui đúng không? Mà bây giờ là biết rằng là anh Út anh kiếp này anh nghèo, anh không có tiền anh trả lại được rồi đó. Vậy thì đối với anh thì anh làm sao để anh trả lại mạnh thường quân? Anh nói cảm ơn ông, cảm ơn mạnh thường quân, anh mạnh thường quân, chị mạnh thường quân, cảm ơn chị mạnh thường quân, cô chú mạnh thường quân, cảm ơn cậu chú anh mạnh thường quân ở bên kia. Rồi sao nói lại, nói bây giờ nói suôn sẻ là một câu cho gọn gàng ha. Nói cảm ơn anh mạnh thường quân. Rồi Út Tú hứa là sao màu ốc vậy? Ốc
quán. Mở quán để làm gì? Đãi các ai? À, đãi cho mấy bạn của mình. Ừ, ổn nhất rồi đó ha. À. Rồi mai mốt chọn được cái chỗ ngủ chưa, khỏi cần trốn nữa. Đó, ngủ trong giỏng này. Ngủ trong giỏng này được rồi ha. Rồi, máy bay hay bye bye gì đi? Để gì vậy? Mai mốt ngồi ốc gửi cho cô chú anh Mạnh Thường Quân ngượng đọc ha. Dạ. Được không? Không. Dạ được. Để qua tới bển luôn. Dạ. Tới bên nước ngoài luôn á. Ờ, nghe được. Để vô rồi. À. Thôi, cố gắng gì nè. Cố gắng mà có tiền á thì để ăn uống ngày 2-3 cử rồi, đừng uống nhiều lắm. Ốc uống ít lại tí xíu. Có tiếng cười nó nói gì vui vui đi á, mò ốc mò mà tặng thì nói nha. Rồi một lần nữa thì thay mặt cho mấy giờ ba thành viên trong gia đình, chiều nay hôm nay thì bà cụ á vẫn còn đang ở với đằng nhà chị Sáu, thì chắc mai mốt này thì các anh em cũng sẽ chia sẻ về hình ảnh của bà cụ luôn ha. Thay mặt cho tất cả các thành viên trong gia đình Út Nhất nói riêng và gia đình Út Nhất nói chung, xin gửi lời tri ân cảm ơn chân tình và nhiệt thành nhất đến tất cả các quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước. Dù có những cái bạn rất là khó khăn nhưng mà vẫn cũng như là chị Hà ở Ba Vì Hà Nội, mặc dù đang điều trị bệnh, chị biết rằng cái căn bệnh của mình không qua khỏi đó, nhưng mà chị vẫn ủng hộ cho các anh thợ cũng như là việc làm cao cả của chị gửi đến cho ngôi nhà của Út Nhất để được hoàn thiện như ngày hôm nay. Thôi bây giờ thì các anh thợ cũng đã tới, Mười Hồ cũng làm một cái công việc quan trọng, đó là trả tiền lại thợ và thống kê lại khoản chi tiêu cũng như là vật tư là bao nhiêu, theo cô bác của anh chị. Rồi, đó thì Mười Hồ và các anh em cũng sẽ chia sẻ cái hình ảnh bữa tiệc nhỏ nhỏ ngày hôm nay, toàn là cây nhà lá vườn hết luôn. Rồi, đi. Dạ, Mười Hồ xin chào cô bác quý chị. Chắc có lẽ là Mười Hồ cũng không có cần giới thiệu nhiều, thì cô bác quý chị trong thời gian gần 10 ngày qua, kể cả xây và thêm thứ bảy chủ nhật á thì được 10 ngày, nhưng mà thi công thì khoảng 7 ngày. Thì cô bác quý chị cũng đã biết được rất là quen thuộc hai ông thầu. Đây là anh Vũ thợ sắt, còn bên đây là anh Hợp. Anh Vũ thợ sắt với anh Hợp thì tuổi nghề thì cũng khá là lâu rồi. Làm anh Hợp là chắc cũng 20 mấy năm anh Hợp ha. 20 mấy năm, còn anh Vũ chắc cũng chỗ đó không anh Vũ? Dạ. Khi mà lên hình livestream á thì Bùi Hồ nhận được một cái câu rất là buồn, đó là hai anh này đẹp trai quá, Bùi Hồ lại đen quá. Nói chơi câu bác quý chị cho, mà hai anh đẹp trai thật, không những đẹp trai mà lại còn có tâm nữa. Ngày hôm nay thì hai anh đang có mặt tại nhà của Út Nhất, thì cái công đoạn tiếp theo chắc có lẽ là vừa là một trong những cái công đoạn quan trọng nhất, thì Bùi Hồ sẽ công bố cái số tiền tổng cái chi phí xây nhà đó cô bác quý chị. Bây giờ sẽ tính phần cái anh Vũ thợ sắt trước ha. Dạ dạ. Nhà tiền chế hôm trước là anh nhận em là 45 triệu đồng nhận cái ngôi nhà tiền chế ở trên. Dạ. Cây cầu á thì anh làm cái phần lan can là 1 triệu đồng. Dạ. Cái kệ của bếp ga là anh hàng anh chỉ lấy lại tiền sắt và không lấy công, là có giá là 500.000 đồng. Dạ. Và anh có nói với Bùi Hồ rằng á, với cái phần cố định sàn là anh dự định là anh không có tính tiền, tại vì anh nói rằng là lời nào nói ra lời đó, sợ Bùi Hồ nói lên trên mạng á thì lời tiếng lần hai lời nói gọi là nó hai lời rồi anh lại không đứt, anh nói để anh chịu. Nhưng thật ra thợ làm thì cũng phải có lời chứ, để anh ôm thì cũng buồn, nên anh thử là thôi Bùi Hồ nói, anh đổ cái tổng cái chi phí đó, thì Bùi Hồ hỏi mãi thì anh mới nói. Dạ. Anh nói em đổ đó gồm công thợ với lại đổ dĩ ở dưới cố định cái phần nóng á, đổ thêm 9 cái trụ nóng rồi gia cố lại cái phần nóng ở phần dĩ ở dưới cho nó chắc á, thì anh nói là 3 triệu đồng. Thì Bùi Hồ cũng thay mặt cho Mạnh Thường Quân gửi cho anh luôn cái phần này 3 triệu đồng. Đó, cái phần sơn ở ngoài trước màu xanh xanh ở ngoài trước á, có nhiều cô bác quý chị nói ngôi nhà này sơn nó đẹp, kim đẹp, thì anh không có lấy tiền. Cái giá võng Bùi Hồ có quay á thì cho ông cụ nằm ở trên cái này vào mỗi buổi trời mưa á, thì anh cũng không có lấy tiền luôn. Rồi lúc trước á thì anh Vũ có ứng Bùi Hồ là 30 triệu. Dạ. Và tổng cộng cái số tiền gồm nhà tiền chế 45 triệu, lan can 1 triệu, kệ bếp ga 500, cố định trụ đá sàn nhà là 3 triệu đồng, còn sơn giá võng thì anh miễn phí, thì tổng cộng cái số tiền của anh Vũ thợ sắt là 49.500.000 đồng. Anh Vũ ha. Dạ dạ. Và anh ứng trước 30 triệu thì anh còn lại là 19.500.000 đồng. Dạ. Em có đến chuẩn bị tiền để trả anh, gửi trả anh Vũ, anh điếm lại giùm em. Đủ rồi.
Dạ, hôm trước thì mình dự định mình không có làm cái cầu, rồi mình họ dự định là không có gia cố cái phần nóng ở dưới, mà không gia cố là không được, ngôi nhà này nó nặng mà không gia cố là cực kỳ nguy hiểm. Lúc trước thì chỉ có 45 triệu thôi, nhưng mà làm nhà thì nó phải phát sinh, mà phát sinh những cái phần mà gọi là kết cấu mà để cho ngôi nhà nó cứng thì mình cũng cần nên phát sinh. Và tổng cộng ngôi nhà nó phát sinh chỉ thêm là 4 triệu rưỡi à, gồm làm cầu mới, tại cái cầu cũng nó mục lắm rồi, rồi thêm cái phần kia là ổng ấy tính hẳn ra anh Vũ là tính 50 mấy triệu luôn, mà bây giờ bớt hỗ trợ miễn phí còn có 49 triệu rưỡi. Dạ. Thôi thay mặt thì cho các cô các chú cảm ơn anh trước, tí xíu nữa chắc có thể là cho anh Vũ gửi lời đến các cô các chú ha. Dạ. Tiếp theo anh Hợp, anh Hợp ha. Dạ. Anh Hợp thì nhà vệ sinh hôm trước anh nhận em là 25.800.000 đồng. Lúc đó thì mình nói ôi sao nhà vệ sinh bây giờ bật giá leo thang thì lại cao, nhưng mà thật ra nhìn xong lại mình thấy anh Hợp ảnh thương ảnh cho ghẻ thì ghê luôn á. Mai mốt mà không có phân bì nha cô bác anh chị, tại vì cái phần bồn á là ảnh liền khói, rồi ảnh giọng cừ ở dưới là hai cây trụ đá nóng đá ở dưới nữa, rồi ảnh đóng la phong rồi dán gạch rồi hết luôn, đi điện rồi truyền nước rồi luôn, là 25.800.000 đồng. Xây cầu là cây cầu là 3 triệu, thì gồm có lan can anh Vũ 1 triệu, và phần xi măng ở dưới là cây cầu dài 4,5 m, ngang là 9 tấc đúng không anh? Đúng. Là 2 triệu đồng. Vâng. Anh nhận 2 triệu đồng tiền bê tông cát đá đổ trụ rồi đó. La phong thì tổng cộng là 6.100.000 đồng. La phong phần trước, cái clip đầu tiên mà Bùi Hồ nhờ hai nợ quay á, là chỉ la phong phần nhà trên là 4 triệu đồng, nhưng mà sau này Bùi Hồ thấy nó đóng vậy thì nó xấu, nó không có đen, ngôi nhà nó không có đẹp, nên thành thử nhờ anh Hợp đóng luôn cái phần nhà dưới thì là được là 2.1 triệu nữa, là 6.100.000 đồng. Đúng. Dán gạch thì ở đây là 12 triệu đồng, thì ở đây anh dán gạch anh đổ rất khá là dày và gạch khá là đẹp, và cô bác quý chị nói màu gạch cũng phù hợp, nên đây là cái phần gạch, dán gạch là 12 triệu đồng, dán gạch sàn đó cô bác quý chị. Bùi Hồ đạt thì cũng khá là công việc lu bu á, dự định ban đầu thì các anh em cũng đạt, tại vì đạt cũng đang xây nhà đó, đang làm cho em, nên Bùi Hồ có giờ anh Hợp đi luôn, và anh Hợp đi là điện là 1.950.000 đồng. Ở đây điện, đi điện gồm có tiền công hết 400.000 là hên. Tiền công điện, tiền mấy cái bóng đèn, tiền nhiệt từ hết. 4 cái bóng đèn, tiền gột gà để luồn cái sợi dây, rồi những cái bana, cái hộp điện bana đó. Rồi thêm một cái quạt ở đằng sau nữa là 1.950.000 đồng. Thì Bùi Hồ có gửi cho anh Hợp là ứng trước là 20 triệu. Lần trước là anh với anh Vũ là ứng 50 triệu á. Thì còn lại là 27.850.000 đồng. Tổng cộng cái số tiền của anh Hợp đó là 47.850.000 đồng. Thì anh ứng trước 20 triệu đồng thì còn lại là 27.850.000 đồng. Đúng. Dạ. Đây em gửi. Đây em cũng đã có chuẩn bị sẵn, có giấy thun nè. Về nhà nhớ đưa vợ nha. Vợ coi clip này rồi đó. Chạy từ cho đầu cô. Điếm lại đi anh. Đã biết. Tại anh còn phải trả vật tư nữa. Vật tư không à. Dạ, anh không có ăn lời gì thì lời rất xịu à. Anh Vũ cộng dây thun nè anh Vũ. Dạ, em cũng tối rồi. Món là ăn cặp cho dễ đưa vợ anh Vũ. Thế thôi vợ nói thì sao công bố vậy, sao về nhà nhốt hết mấy tấm. Đủ quán đủ ha. Quán sao tôi đưa đây cho anh Hợp là 27.850.000 đồng ha. Vậy thì tổng cộng nhà của Út Nhất đến thời điểm này là anh Vũ thợ sắt là 49.500.000 đồng, anh Hợp thợ hồ là 47.850.000 đồng. Thì tổng cộng phần nhà vệ sinh và phần nhà chính là 97.350.000 đồng, là tổng xây nhà không nha cô bác, cắt nhà không nha cô bác anh chị. Và tiếp theo là có nghĩa là cái phần nội thất. Nội thất thì tủ lạnh Bùi Hồ mua là 6.390.000 đồng. Bùi Hồ mua một cái tủ thờ là 5.600.000 đồng. Thì trong khi đó thì Út Đồng Tháp đã hỗ trợ cái tủ trước đó là 2.500.000 đồng. Còn lại cái tiền bù lại thêm 3.100.000 đồng để có được cái tủ như thế này. Tại tủ kia là tủ kiến, cũng giống như cái tủ phê á, nó đựng không dán, nên Bùi Hồ thấy nó có không được trang nghiêm. Mặc dù cái này hơi đắt một tí xíu, nhưng mà thôi, nơi thờ cúng thì nó cũng phải có sự trang nghiêm và lịch sự. Thì rất mong cô bác quý chị
cũng gọi là tủ này thì giá nó cũng hơi cao so với cái điều kiện của gia đình, nhưng mà nó là hợp lý giá. Tại vì nhưng mà không mua nơi thờ cúng là trang nghiêm thì mình cần có một cái sự gì đó nó cho nó gọi là cho nó hoàn hảo luôn ha. Thì tổng cộng bùi tiền của Bùi Hồ chi ra xây nhà là 97.350.000 đồng, tủ lạnh là 6.390.000 đồng, tủ thờ là 3.100.000 đồng. Tổng chi của Bùi Hồ đến thời điểm này là 106.840.000 đồng, gồm cả phần nhà lớn, nhà vệ sinh và vật tư, phần giường, phần ba cái chiếc giường, một cái tủ thì kênh Út Đồng Tháp hỗ trợ. Thì cô bác anh chị có thể qua đó để mà xem, tại vì ở kênh Út Đồng Tháp nhận thì Bùi Hồ không có biết cái số tiền này. Có thể cô bác anh chị Mạnh Thường Quân mà ủng hộ bên Út Đồng Tháp á. Tổng cộng là 14.200.000 á Bùi Hồ. Dạ 14.200.000 ha. Và tiếp theo thì ngày hôm nay là cũng là một ngày mà vui của gia đình của Út Nhất, cũng là một ngày để mà làm một cái tiệc đãi cho các anh thợ sau gần 10 ngày cố gắng vừa qua, không ăn không ngủ gì hết trơn á. Mưa gió gì cũng làm hết á. Thì chắc có lẽ là trước khi để mà công bố cái số Mạnh Thường Quân ủng hộ đó, thì anh Vũ và anh Hợp có thể nói là một lời đến tất cả cô bác anh chị Mạnh Thường Quân đang xem kênh của các anh em ha. Anh Hợp nói trước hơn Vũ. Em cũng cảm ơn các Mạnh Thường Quân, cô chú anh chị trong nước và ngoài nước đã hỗ trợ cho nhà của anh Út được ngày hôm nay, cũng đồng thời cho tụi em có công ăn chuyện làm luôn. Và em cũng rất là cảm ơn các Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước. Và em cảm ơn anh Hợp. Mình cũng xin cảm ơn các nhà Mạnh Thường Quân cũng giúp đỡ cho Út Nhất xây được cái nhà khang trang. Cũng anh em bên thợ hồ cũng cảm ơn toàn thể, cũng có công ăn việc làm, xin cảm ơn. Những ngày qua thì các anh thợ làm thì biết cũng vất vả, thì có chị Jenny Nguyễn cũng đã hỗ trợ những cái phần nước, phần cà phê, và có một cái buổi tiệc nho nhỏ trước đó nữa cô bác anh chị, có bữa tiệc việc quay mà hôm lợp với mái nhà đó, thì cũng cảm ơn chị Jenny Nguyễn ở Úc rất là nhiều. Ngày hôm nay cũng là ngày coi như là ngày có nhà mới, thì mình không có dư giả gì gọi là an tân gia, thì em thay mặt cho gia đình của Út Nhất, cho ông cụ bà cụ và tất cả các Mạnh Thường Quân gửi lời đến anh và các anh thợ có một buổi tiệc chung vui nho nhỏ với gia đình ha. Yeah. Và ngày hôm nay cô bác anh chị thì Bùi Hồ nhận được sự hỗ trợ của chị Jenny Nguyễn ở Úc 1.000.000 đồng để quà vào cái dòng ngày tiệc của ngày hôm nay nè. Một chị ở Thanh, giấu tên ở Thanh Bình Đài Loan, chị Thanh Bình Đồng Tháp nhưng mà chị hiện đang sống ở Đài Loan là 1.000.000 đồng. Cảm ơn chị Thiên Hương ở Úc, Bùi Hồ trích ra là 1.000.000 đồng. Và cảm ơn chị Jenny Nguyễn cũng đã ủng hộ cho Bùi Hồ 2 kg khô sặc để mà cho ra các anh làm gỏi xoài. Và bây giờ đây là món cây nhà lá vườn, thì xuống dưới quay một vòng cho cô bác các chị biết luôn ha. Đây là ngày hôm nay thì được 3 bàn tiệc. Bàn tiệc cho các anh thợ sắt và thợ hồ là một bàn. Một bàn tiệc cho những người mà làm chung với Út Nhất là một bàn. Và bàn tiệc cho coi như là các anh em YouTube gỡ thì dòng họ trong nhà nó một bàn là 3 bàn. Đây là khô cá sặc bổi với là làm gỏi xoài. Khô cá sặc này là được chị Vinh Nguyễn mua của Bùi Hồ, rất là ngon luôn ha. Đây là một phần. Một cái phần lẩu này nữa. Lẩu này là lẩu chị tự nấu luôn, một người chị tự nhà, không có đặt nha cô bác anh chị, chỉ có mướn cái phần bàn với lại phần chén dĩa thôi, với lại một cái phần này. Đây là phần vịt quay. Ủa, gà hấp nước mắm. Gà hấp nước mắm nhỉ. Rồi thêm một cái phần nữa là heo quay. Heo quay thì được các anh kia tặng 3 kg nữa. Nói chung là đều là cây nhà lá vườn hết á, chỉ có tốn cái phần này nè. Đó, tốn cái phần này với lại cái phần này, mà tổng cộng cái chi phí đó thì Bùi Hồ nghĩ là nó sao coi đó thì chắc không trên 3.000.000 đồng, tại vì chưa kể cái phần mà cho các anh thợ uống bia. Thì coi như là đã trọn vẹn cho một ngày rất là vui cho gia đình của Út Nhất ha. Thì Bùi Hồ thay mặt cho Út Đồng Tháp, Đạt Đồng Tháp gửi lời chúc sức khỏe đến cô bác với anh chị Mạnh Thường Quân. Và trong thời gian sắp tới thì Bùi Hồ cũng sẽ cùng đồng hành với Út Nhất lên Sài Gòn làm găng, rồi mua xe, làm sổ tiết kiệm, và cũng còn bán livestream rất là nhiều. Thì mong mời cô bác anh chị thương các anh em, để cho các anh em một lượt hết, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký, để anh em có động lực đi đến những cái hoàn cảnh khó khăn tiếp theo. Không nói nhiều nữa, mời cô bác anh chị cùng dùng tiền với các anh em một buổi chung vui như thế này. Tí xíu là chia sẻ một hình ảnh chút xíu thôi cô bác anh chị.